Bây giờ mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm, đó chính là COG VBT1. Đây hàng các bạn sẽ thấy hàng COG VBT1, viết đầy đủ của nó là Vocal Beat Trainer. Thì thiết bị này sẽ giúp cho các bạn nào đam mê ca hát, mình muốn luyện cái giọng nói của mình hoặc là luyện cái giọng hát của mình, hát cho đúng, hát cho chuẩn á, thì thiết bị này sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều ha. Bây giờ mình sẽ lấy thiết bị này ra cho các bạn xem nó là gì. Đây ha các bạn, đây chính là cái thiết bị các bạn thấy đó, thì nó rất là nhỏ gọn, nó cầm tay nè, nó cũng tương đương với khoảng là một cái thẻ visa của chúng ta thôi, hay một cái cạc thôi, và độ dày nó dày hơn một chút. Thì với thiết bị này á, nó chỉ cho chúng ta hai cái công dụng. Công dụng thứ nhất á, là đối với những cái bạn nào mà muốn kiểm tra là cái cao độ mà cái âm vực của cái giọng mình á, nó cao hay nó thấp, nó như thế nào đó, thì các bạn có thể bấm vô đây thì nó sẽ tự động nó sẽ đo cái cao độ cho các bạn. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa đó, thì nó đối với những bạn nào mà muốn bắt tông cho nó chính xác đó, mà đôi khi mà mình không muốn làm phiền đến những người khác và mình hát cho giọng chuẩn, khi mình bắt đầu mình hát cho đúng á, thì ở đây nó sẽ có những cái nốt mẫu, thì các bạn chỉ cần bấm vô thì các bạn sẽ nghe được cái âm mẫu của nó. Chẳng hạn như một cái bài hát ở cái tông đô thăng thứ đi, thì các bạn có thể chọn được một cái nốt mẫu đó, mình sẽ lấy dựa trên đó mình hát thì nó sẽ chính xác hơn. Còn chính xác hơn là khi mà các bạn nhớ mãi mãi trong ký ức của mình á, mình cứ hát theo thì nó sẽ hơi bị trên hay bị phô. Thì thiết bị này sẽ giúp cho các bạn hát chuẩn và chính xác, và giúp cho cái giọng hát của các bạn ngày càng chuẩn hơn và hay hơn. Đó, thiết bị rất là nhỏ gọn cầm tay. Thì với thiết bị này á, thì các bạn chỉ cần việc bỏ pin vô thôi. Mở nắp ra, chúng ta bỏ pin vô và bóp lại, rất là gọn. Thì ở đây các bạn nhìn thấy hàng sơ lược về cái máy này, thì cái máy này nó hiển thị cho các bạn thấy ở đây là khóa son với khóa pha, giọng của các bạn ở đâu thì nó sẽ hiển thị về cao độ ở chỗ đó. Và ha, đây khởi động nguồn. Ở đây thì nó có một cái loa ở đây dành cho các bạn nào mà muốn nghe cái âm mẫu, thì mình chỉ cần chọn nghe âm mẫu đó, mình bấm phát nhạc thì nó sẽ kêu cái âm mẫu đó cho các bạn. Và để kêu phát cái âm mẫu, nếu mà các bạn nào mà không muốn ồn đó, thì chúng ta có thể cắm cái jack tai phone ở đây. Các bạn cắm jack tai phone thì các bạn sẽ nghe trong tai của mình, thì đó mình hát lên. Hát lên là đúng, hát lên là chuẩn luôn. Không cần phải là nghe đàn trước cho tao một câu để tao hát theo. Đó, cho thể hiện cho các bạn cái tính chuyên nghiệp luôn. Rất là tiện lợi. Thì thiết bị này đã về đến công ty Nhạc Việt, thì hôm nay Nguyên xin giới thiệu với các bạn luôn. Thì thiết bị này có giá là 900.000. 900.000 nha các bạn. Tuy số tiền nó không nhỏ, nhưng nó đem lại cho các bạn một cái giá trị rất là lớn. Đa số chúng ta ai cũng đều thích, đam mê âm nhạc, thích ca hát, thì với thiết bị này nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều. Thì các bạn có dễ dàng bỏ túi đi mua nơi, cái đôi khi các bạn cũng có thể mình muốn hát bất cứ lúc nào, mình muốn nghe chính xác cái giọng của mình á, chính xác cao độ hay không á, thì thiết bị này nó sẽ giúp cho các bạn tuyệt đối luôn. Rồi còn chần chờ gì nữa, nếu các bạn quan tâm sản phẩm này thì các bạn hãy đến công ty Nhạc Việt, hoặc là comment vào bên dưới bài viết thì Nguyên sẽ liên lạc lại cho các bạn. Và giá của sản phẩm này Nguyên nhắc lại nha, 900.000. 900.000 nha các bạn. Rồi bạn nào đam mê âm nhạc, đam mê ca hát và muốn cho hát giọng của mình chuẩn, chính xác và ngày càng tiến bộ hơn, thì thiết bị này sẽ hỗ trợ tối đa cho các bạn luôn. VBT1 của hãng COG. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.